Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 116 hút bộ truyện nhân đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Và cũng vâng, xin gửi lời cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã đô nét ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 116 của bộ truyện này. Nhân đạo Đại Thánh tập 116 Trong túi thịt, hai đạo ánh sáng màu đỏ tươi nở độ rõ ràng là hai con mắt của nhân tộc. Chỉ là cũng giống như những yêu thú phát điên, hai con mắt này đều hiện ra màu sắc không bình thường không chứa chút tình cảm nào, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng thô bạo. Chu Hải gần trong gan tấc, lông tơ toàn thân dựng đứng, nguy cơ cực lớn dâng lên trong lòng. Không cần suy nghĩ nhiều, thời điểm rút kiếm, thân hình đã nhanh chóng rút lui. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Một bàn chân to bỗng từ trong túi da đạp ra, đạp vào bụng của Chu Hải. Tốc độ nhanh như lôi điện lực lượng cuồng bạo trực tiếp đạp nát kiếm quan hộ thân của Chu Hải. Vị kiếm tu cảnh giới Vân Hà Cảnh tầng 9 này bay ngược trở lại như một bao tải rách, đập vào đập vào trong đám người khiến cho đám người người ngã người đổ. Tất cả mọi người bị biến cố này làm cho trận mắt há mồm. Rầm, túi thịt bị phá vỡ hoàn toàn, hai bàn tay to như thiết trảo khẽ dùng lực bám vào vách thịt thân ảnh cao lớn từ đó bước ra, trên người phủ đầy chất lỏng sền sệt, chảy xuống mặt đất. Người này thân như thiết tháp, trên đỉnh đầu mọc lên hai cái sừng trâu, hai tay như trảo, hai chân giống như móng vuốt, mơ hồ còn có một cái đuôi, lay động ở sau lưng. Chợt nhìn bộ dáng của người này, sợ rằng sẽ cho rằng hắn ta là yêu tu. Nhưng yêu tu này tạo cho người ta cảm giác khác hẳn với yêu tu bình thường đại trưởng lão đứng bên cạnh lục diệp đột nhiên mở to hai mắt ngạc nhiên kinh hồ ngưu mãnh là ai lục diệp nhíu mày đây là tông chủ huyền vũ tông ngưu mãnh đại trưởng lão giải thích tình huống trở nên vô cùng quỷ dị mục đích của mọi người tới đây là hủy diệt tổ trùng hiện nay đã tìm được tổ trùng nhưng ai cũng không biết tại sao vị tông chủ huyện Vũ Tông lại từ trong túi thịt hạch tâm đi ra, hơn nữa còn biến thành bộ dáng này. Điều khiến cho đám tu sĩ cửu châu như bàn đại hải cảm thấy khó hiểu là túi thịt hạch tâm kia đã bị phá hư. Theo lý mà nói thì toàn bộ tổ trùng sẽ nhanh chóng héo rũ. Nhưng mà trên thực tế, tổ trùng này không có gì thay đổi khi bị lực lượng của túi thịt hạch tâm phá hoại. Càng làm cho người ta kinh hãi là ngu mảnh này nhìn qua liền không dễ trêu chọc. Sinh cơ trên người hắn dồi dào có chút kỳ cục. Đó tuyệt đối không phải sinh cơ mà một tu sĩ vân hà cảnh nên có. Cẩn thận, hắn ta rất mạnh. Chu Hải ôm bụng quay đầu phun ra một bốn máu. Sức mạnh và tốc độ của một cước vừa rồi khiến hắn giật mình không thôi. Nếu không phải hắn sớm có phát hiện ra, sợ rằng đã bị một cước này đá cho chết hắn ta đã bị trùng tộc ký sinh khống chế rồi. Hạ Thiện Thiển trầm giọng nói, đây mới là điều khiến cho mọi người cảm thấy kinh khủng nhất. Yêu thú phát bệnh điên, dấu hiệu rõ ràng nhất là hai con ngươi trở nên đỏ tươi, mà ngọn nguồn của bệnh điên này là đến từ việc bị trùng tộc ký sinh khống chế. Chưa bao giờ nghe nói loại trùng tộc có thể ký sinh khống chế yêu thú, mà còn có thể ký sinh khống chế tu sĩ. Bởi vì từ trước đến nay trong vạn thú vực chưa từng xuất hiện tiền lệ các tu sĩ bị ký sinh khống chế. Tất cả mọi người đều cho rằng chỉ có yêu thú mới phát điên. Nhưng triệu chứng lúc này của ngưu mảnh rõ ràng phù hợp với dấu hiệu ký sinh khống chế. Điều này khiến cho mỗi tu sĩ nơi đây đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nếu như trùng tộc nơi này thật sự có thể ký sinh khống chế, vậy đám người mình có thể dưới tình huống không biết này đã trúng chiêu hay không? Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Trước lúc bị trùng tộc hoàn toàn không chế là không có chút dấu hiệu nào. Điểm này từ phản ứng của các yêu thú cũng có thể nhìn ra. Trùng tộc ký sinh trong cơ thể có biểu hiện ra khí thức hoàn toàn giống với ký chủ. Cho dù là các tu sĩ điều tra cũng không phát hiện ra bất luận manh mối. Cho nên nếu như trùng tộc có thể khống chế cả ngay tu sĩ thì trong cơ thể bọn hắn rất có khả năng đã có trùng tộc ký sinh. Chỉ là trùng tộc còn chưa trưởng thành đến trình độ, có thể không chế ký chủ mà thôi. Đừng có tự làm loạn đầu trận tuyến. Chúng ta không bị trùng tộc ký sinh. Lục Diệp trầm giọng nói, những người khác có lẽ khó có thể khẳng định điểm này. Nhưng hắn có thiền phú thụ bên người, ngay cả đang độc cũng có thể bị thiêu hủy. Nếu thật sự có côn trùng ký sinh, thiền phú thụ nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng mà trên thực tế, từ khi tiến vào vạn thú vực cho tới nay, thiên phú thù không có biểu hiện đặc biệt gì thường nào. Làm sao mà ngươi biết? Mọi người hỏi, lục dịp không đáp, hắn không có cách nào giải thích rõ ràng về việc này. Ngay khi mọi người nói chuyện, tiếng rầm rầm bỗng nhiên truyền ra từ bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều sởn gai ốc, chỉ thấy từng túi thịt từ trong tổ trùng đều bị phá vỡ từng bóng người dính đầy chất lỏng sền sệt từ trong những túi da kia xông ra. Mỗi một tên đều có hai tròng mắt đỏ tươi, có chút đặc thù của yêu tu. Có tên hoàn toàn lộ ra bộ dáng tu sĩ. Chỉ một thoáng trong hang trùng đã có hơn 20 đạo thân ảnh. Mọi người tê hết cả da đầu. Vốn tưởng rằng thuận lợi tìm được tổ trùng, có thể hủy diệt tổ trùng này. Nhưng tới lúc này mọi người mới biết, nguy cơ lớn nhất rõ ràng ngay bên trong tổ trùng tất cả đều là người của huyện Vũ Tông. Đại trưởng lão trầm giọng nói, lão vốn là tu sĩ vạn thú vực, thân là đại trưởng lão của vạn thú tông, đương nhiên là hiểu rõ về huyện Vũ Tông. Mặc kệ đám tu sĩ huyền Vũ Tông vì sao lại bị trùng tộc ký sinh khống chế, trước mắt chỉ từ các loại manh mối nắm giữ được mà nói, trùng tộc khống chế ký sinh tu sĩ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng rất có thể cần một chút điều kiện hà khắc, ví dụ như nhất định phải nhốt tu sĩ vào trong tổ trùng, nếu không vạn thú vực đã sớm không giữ được. Cũng giống như những yêu thú bị khống chế, mỗi người tu sĩ huyền Vũ Tông đều có khí tức thô bạo, tràn ngập ý điên cuồng. Lúc này hang trùng đã hoàn toàn phong tỏa, trừ phi giết sạch toàn bộ đám người huyền Vũ Tông, nếu không mọi người căn bản không có con đường sống căn bản không kịp thương nghị gì, những thu sĩ huyền Vũ Tông đã không nói một lời, hướng mọi người khởi xướng tiến công. Đại chiến lập tức bộc phát. Khi huyết cuồn cuộn, linh lực khuấy động, thu sĩ cửu châu ôm chặt lấy nhau, lưng dựa vào một mặt nhục bích, ngăn cản công kích từ ba phương khác tới. Hai vị thể tu ngăn phía trước đám người, hào quang linh khí đại thuẫn trên tay không ngừng bùng lên, tiếng vang lên ken không dứt. Điều khiến cho mọi người kinh ngạc là nhân số huyện Vũ Tông tuy rằng nhiều, gần gấp đôi so với phe mình, nhưng sau khi bị trùng tộc ký sinh khống chế, giống như không có quá nhiều tư duy cùng lý trí, làm việc theo bản năng, khó mà phát huy ra thủ đoạn cùng thực lực vốn có. Bọn họ đều giống như mảnh thú nhào tới, điều khiển linh lực quyền cướp đấm đá hoặc là cắn xé. Phát hiện này khiến trong lòng các tu sĩ Cửu Châu hơi yên tâm. Về mặt nhân số, huyện Vũ Tông chiếm ưu thế tuyệt đối, xét về tu vi thì huyện Vũ Tông cũng chiếm ưu thế. Nếu những người huyện Vũ Tông này còn có thể phát huy ra thủ đoạn và thực lực như cũ, thì trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. Âm thanh bàn bàn không dứt bên tai, ánh sáng đủ mọi màu sắc không ngừng bộc phát bên trong tổ trùng này. Dựa vào trận thế và thủ đoạn đa dạng, tu sĩ Cửu Châu mặc dù ở vào hoàn cảnh số lượng và tu vi vào thế yếu, nhưng mà vẫn như cũ ổn định phòng tuyến. Thỉnh thoảng có máu tươi vẫy ra, nhưng những tu sĩ huyền Vũ Tông này giống như không có cảm giác được đau đớn. Dù là thiếu cánh tay, gãy cái chân, hoặc là eo bị chém đứt, cũng không thèm quan tâm, vẫn hung hãn không sợ chết, điên cuồng tấn công tu sĩ Cửu Châu. Nếu như thế cục một mực có thể tiếp tục như vậy, thì đám người này hợp lực đuổi tận nhất tuyệt đám người huyền Vũ Tông chỉ là vấn đề thời gian nhưng mà làm cho người ta để ý là ngưu mảnh một cước đá văn chu hải kia về sau liền một bực đứng ở nơi đó không nhúc nhích dù cho tu sĩ huyện vũ tông khác bắt đầu vây công nhưng mà hắn ta cũng không muốn nhúng tay giúp sinh cơ không bình thường trên người vẫn có thắp đèn tối đen khiến người ta không dám có bất cứ hành động gì bỏ qua một đạo kiếm quang chói mắt xẹt qua một cái đầu bay lên cao một vị tu sĩ huyện Vũ Tông cuộc tay chân như cũ, điên cuồng tấn công không ngừng. Cuối cùng ngừng lại, ngã xuống đất, không còn động tĩnh. Phải chém vào đầu. Chu Hải khẽ quát. Dưỡng tu sĩ huyện Vũ Tông này bị ký sinh của trùng tộc khống chế. Mặc dù không biết rốt cuộc là sống hay chết, nhưng bọn hắn đã không còn cảm giác đau đớn. Bất kể thường thế ra sao cũng khó có thể ngăn cản hành động của bọn họ. Chỉ có chém đầu mới có thể triệt để giết chết nghe lời này mọi người nhao nhao hướng đầu tu sĩ huyện vũ tông mà chém một lát sau là một tu sĩ huyện vũ tông đầu bị đập nổ nhào tới trên đất ngay lúc mọi người đồng tâm hợp lực ngư mãnh vẫn một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích bỗng bắt đầu cử động thân thể như thiết tháp bộc phát ra tốc độ khó có thể tưởng tượng được chỉ trong nháy mắt đã đánh giết đến trước mặt mọi người tu sĩ huyền vũ tông chắn trước phía trước đều bị hắn mạnh mẽ đánh văng ra một tiếng nổ lớn vang lên tên thể tu dẫn đầu đám người trực tiếp bị đánh bay thân người giữa không trung phun ra một ngụm máu sắc mặt bỗng tái nhợt linh khí đại thuẫn trong tay ảm đạm hiện đầy vết rạn theo thể tu này bị đánh bay phòng tuyến chặt chẽ lập tức xuất hiện ra một lỗ hổng mà đứng trước lỗ hổng kia chính là ngư mảnh hung tàn đánh tới. Hơi nâng một cái chân sắt, thể tu vừa rồi chính là bị một cước của hắn ta đạp bay ra. Giờ phút này, ngư mảnh thu hồi gót sắt, lại tung ra một cước khác. Đang đối mặt một cước này là một binh tu vân hà tầng 6. Hắn vốn được thể tu kia bảo hộ sau lưng, sau khi thể tu bị đánh bay, liền biến thành mũi nhọn. Ngay cả thể tu cũng không chịu được một cước, như vậy một binh tu làm sao mà chống đỡ nổi. Mắt thấy một cước đá xuống, Binh Tu muốn tránh, lại căn bản trốn không thoát. Ở bên, Chu Hải một kiếm chém xuống, chính giữa móng sắt, máu tươi vẫy ra. Một kiếm sắc bén này phá vỡ da thịt của Ngưu mảnh, chém vào xương chân hắn, lại phát ra thành âm kim thiết tương giao. Một thân hình máu nổ tung bắn vào các tu sĩ gần đó. Vị trí vốn là chỗ của Binh Tu đã không còn một bóng người một binh tu cảnh giới tầng 6 bị ngu mảnh một cước đạp cho nổ nát. Tất cả mọi người đều tê dại hết da đầu, trực quan cảm nhận được một cước uy năng khủng bố này. Thế nhưng vẫn chưa xong, ngu mảnh hoàn toàn không quan tâm tới lợi kiếm của Chu Hải, mặc cho trường kiếm của vị kiếm tu này đâm ra từng lỗ máu trên người. Hắn đưa tay bắt lấy đầu của một binh tu khác, vuốt thú bóp một cái, đầu binh tu kia lập tức nổ tung như trái dưa hấu bị bể liên tục giết hai người, ngưu mảnh lúc này mới vươn tay, đem Chu Hải làm mục tiêu. Nguyên bản trần hình vốn chặt chẽ sau khi ngưu mảnh xuất thủ, trong nháy mắt đã bị phá thành mảnh nhỏ. Con mắt thẩm tiểu miêu tròn tròn, máu toàn thân trở nên lạnh buốt, bởi vì con người đỏ tươi của ngưu mảnh nhìn chăm chăm vào nàng, do một chân lên đạp về phía nàng. Nếu bị đạp trúng, bằng tu vi vân hà cảnh tầng 5 của thẩm tiểu miêu, tất nhiên không có khả năng sống sót. Trong nguy cơ sống còn, thẩm tiểu miêu bộc phát ra toàn bộ sức mạnh. Linh khí sặc sở rung lên tầng tầng lớp lớp, hóa thành một mặt phòng hộ trắng ngay trước người. Bóng sắt đạp vào phía trên giải băng màu hình thành phòng hộ của nàng. Ánh sáng của linh khí trong nháy mắt ảm đạm. Mặc dù thẩm tiểu miêu liều mạng rút ra linh lực, nhưng vẫn không ngăn được một chút, chỉ có thể nhìn cái chết tới gần một bóng người mập mạp bỗng từ bên cạnh đánh tới, trực tiếp đánh văng nàng ra. Rõ ràng là bàn đại hải. Thẩm tiểu miêu ngã bay ra ngoài, tuyệt vọng trong mắt nàng biến thành ngạc nhiên. Nàng không ngờ người cứu nàng lại là một pháp tu. Trên thực tế chỉ có bàn đại hải cùng một pháp tu khác mới có cơ hội cứu nàng. Bởi vì bọn hắn gần thẩm tiểu miêu nhất. Nhưng mà pháp tu không lấy thân thể cường hãn nổi danh. Dù cho bàn đại hải là vân hạ cảnh tầng chính ăn một cước đặt thẳng sợ rằng cũng lành ít dữ nhiều. Một tiếng ầm vang, lúc linh lực khuấy động, thân thể mập mạp của bàn đại hải bỗng nhiên chấn động mạnh, trên mặt hiện ra một vòng ửng hồng bất thường, toàn thân thịt mỡ đều rung rẩy dữ dội. Nhưng mà một màn khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc liền xuất hiện. Bàn đại hải bị một cước này cũng không bị đạp bay ra ngoài mà vẫn đứng yên tại chỗ. Ngược lại, khi tức sau lưng hắn bột phát, trùng kích khiến mọi người đến thất điên bác đảo. Bàn chân hãm sâu trong bụng của bàn đại hải, theo tiếng gầm của hắn cái bụng lớn bật lên, ngưu mảnh như cột điện vậy mà trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài. Giờ khắc này, bàn đại hải nào còn có chút bộ dáng pháp tu, khi huyết quanh thân sôi trào, huyết sắc khí lãng đem toàn thân hắn bao bọc, khi huyết tràn đầy quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Ta cuốn lấy hắn, còn các người, tranh thủ thời gian mà giết chết hắn ta đi. Bàn đại hải bỏ lại một câu, rồi hai chân đạp trên đất, thân thể bay lên hướng ngưu mảnh mà tới. Thân ảnh mập mạp cho người ta một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Trong chớp mắt, bên kia hai đạo thân ảnh liền chiến thành một đoàn, không ngừng phát ra tiếng va chạm. Mà theo một tiếng bàn đại hải kêu to quá dị, hắn lại bay trở về, rơi trên mặt đất. Bồi vàng bò dậy, bàn đại hải đau tới nhe răng trợn mắt, sau đó hét. Không được rồi, gia hỏa này quá là mạnh, một mình ta không có chống nổi. Chu Hải Huynh tới giúp ta. Sau khi nói xong, lại phóng về ngu mảnh. Chu Hải biết rõ nếu không phải bàn đại hải thật sự chống đỡ không nổi, tuyệt sẽ không hô trợ giúp. Vì vậy không dám chậm trễ, thân hợp kiếm quan, đột phá vòng vây, liền hướng ngu mảnh đánh tới. Hai vị vân hạ cảnh tầng chín liên thủ, lúc này mới miễn cưỡng quấn lấy ngu mảnh. Ngưu Mảnh, mạnh nhất huyện Vũ Tông đã bị dây dưa đám người lục diệp cũng vội vàng giết địch nhưng mà giờ phút này mọi người trận hình đã rối loạn hơn nữa lúc nãy vừa mới chiến tử hai binh tu giờ phút này thế cục của mọi người có thể nói là cực kỳ không ổn hầu như tất cả mọi người đều đang tự mình chiến đấu hơn nữa đều đang lấy một địch nhiều đối thủ bên phía lục diệp tuy chỉ có ba tu sĩ huyền vũ tông nhưng từ ba người bọn hắn bộc phát ra linh lực dao động tu vi của ba người này cũng không thấp hơn vân hà cảnh tầng năm một người trong đó còn là Vân Hà Cảnh tầng 7. Cũng may, bây giờ bọn hắn đã mất đi thủ đoạn mà tu sĩ nên có, chỉ dựa theo bản năng mà làm việc. Nếu không, luật dịp căn bản không có cách nào đánh trả. Dù vậy, luật dịp cũng bị truy đuổi cho chật vật. Sau khi mất đi thủ đoạn mà tu sĩ nên có, tốc độ cùng bộc phát của những tu sĩ huyền Vũ Tông đều tăng trưởng cực kỳ rõ rệt. Bọn hắn giống như những con mảnh thú phát cuồng, muốn xé nát tất cả kẻ địch ngay trước mắt bàn sơn đao lượn lờ bổ xuống mang theo một chùm máu tươi. Nhưng mà kẻ địch bị trường đao chém trúng, căn bản không có hề có ý rút lui. Cổ bị chém ra một lỗ hổng thật lớn, một trảo chụp lên vai của lục dịp. Đầu đớn tê tâm liệt phế truyền ra. Tay áo của lục dịp bị rút xuống, trên vai xuất hiện mấy vết trảo sâu tới tận xương, máu tươi đầm đìa. Thế nhưng vẫn chưa xong, hai bóng người khác đã nhảy lên thật cao, như mạnh hổ vồ nhào về phía hắn lục diệt vội vàng quay cuồng chật vật tránh thoát lúc này mới miễn cưỡng thoát một kiếp còn chưa kịp đứng vững thân hình kinh phong lại đánh tới hắn vội vàng xoay người khi huyết hội tụ về cánh tay phải đang cầm đao điên cuồng rút ra linh lực dùng khi thế phá núi đoạn thạch mà chém ánh đao lấy lên hai nửa người hắn bay ra từ hai bên trái phải máu tươi và nội tạng rơi đầy đất dưới đao thuật cuồng bạo một tu sĩ huyện vũ tông trực tiếp bị một phá thành hai. Không có bất kỳ cơ hội thở dốc, hai địch nhân còn lại đã một trái một phải vùi giết tới. Hổ phách gầm nhẹ khi huyết của nó giao hòa với lục diệp đang nằm trên đầu vai của lục diệp. Thu ấn ký kết đang phát huy tác dụng. Mỗi một đao của lục diệp đều có một phần lực lượng của nó. Điều này làm cho lục diệp có thể có khả năng tác chiến và sát thương lâu hơn so với trước kia. Trường đao đảo ngược, trong lúc hai kẻ địch đánh giết đến gần lục dịp mơ hồ thành một mảnh tàn ảnh. Bàn sơn đao không ngừng chém xuống với tốc độ không thể tưởng, đâm ra. Một người một thú khí huyết giao hòa rõ ràng càng mãnh liệt. Mỗi người đều lâm vào trạng thái chiến đấu gian khổ. Lục dịp nhìn thấy Lan Tử Y đang bị tu sĩ huyền Vũ Tông truy kích bỏ chạy. Nhìn thấy quần áo của thẩm tiểu miêu đã nhuộm đầy máu tươi. Còn có hai vị thể tu khác. Một người trong đó đã bổ nhào trên đất không biết sống chết ra sao một người khác bị bốn tu sĩ huyền Vũ Tông vây quanh, không ngừng cào xuống từng bản máu thịt trên người hắn. Dù là người có thực lực mạnh nhất, Hạ Thiện Thiển và Đại Trưởng Lão cũng chẳng thể nào là quan nổi. Hai người bọn hắn tuy rằng có thực lực mạnh nhất, nhưng mà thực lực của đối phương lại không yếu, đều là cảnh giới Vân Hà tầng 8 tầng 9. Về phần Chu Hải và bàn Đại Hải bên kia, chỉ cần nghe thấy bàn Đại Hải không ngừng phát ra tiếng kêu kỳ quái là có thể thấy tình huống không được tốt lắm. Hai người cùng liên thủ mặc dù có thể trong thời gian ngắn dây dưa cùng ngu mảnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng chém giết ngu mảnh. Thế cục ác liệt tới mức không thể nào tăng thêm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng tất cả mọi người cũng sẽ bị đánh bại. Giờ phút này, lục dịp bẩn giật vật chạy trốn như trước. Vùng hắn đã giết một tu sĩ huyền Vũ Tông. Đối thủ còn lại chỉ có hai người Bằng nội lực cùng thực lực của hắn ít nhiều còn có thể ứng phó, nếu như tính toán hợp lý, thậm chí có thể chém giết từng người trong hai tu sĩ huyền Vũ Tông này. Nhưng mà ngay vừa rồi không biết từ đâu ra xuất hiện hai tu sĩ huyền Vũ Tông gia nhập danh sách bê công hắn, rất có khả năng là đối thủ của thể tu nhào trên mặt đất kia. Hắn chỉ là một tên vân hạ cảnh tầng 2 mà thôi, lấy một địch 4 làm sao mà chịu được. Cơ bản không cần cân nhắc, phong hành gia trì vây quanh bên ngoài tổ trùng không ngừng chạy trốn. Nhưng mà chạy trốn chung quy không phải là kế sách lâu dài. Nhìn thấy cục ác liệt đến không thể ác liệt hơn. Trong lòng luộc dịp nảy sinh ra ý nghĩ độc ác. Từ trong không gian trữ vật lấy ra một vật. Đó là một viên châu chỉ lớn bằng hạt long nhãn toàn thân xanh biếc. Nắm trong lòng bàn tay, lập tức liền có một loại cảm giác nhói nhói như lửa đốt. Hơn nữa thiên phú thụ cũng hiển lộ ra dị thường mảng lớn sương mù xám từ thiên phú thụ bốc lên. Loại tình huống này bình thường chỉ có thời điểm tại thân lục diệp trúng kịch độc mới có thể xuất hiện mà thôi. Viên châu này là vạn độc đan mà lúc trước hoa từ đã cho hắn. Thời điểm hoa từ đưa hắn vật này cũng từng nói, nếu không địch nổi liền rút linh lực rót vào trong rồi ném nó ra. Chẳng qua lúc ở chiến trường Linh Khê, Lục Diệp đã là vô địch căn bản không có cơ hội dùng, cho nên vẫn luôn ở lại đến bây giờ. Hắn không biết đồ chơi này sau khi dùng sẽ có hiệu quả gì. Dù sao, giờ phút này địch nhân muốn đối mặt đều là Vân Hà Cảnh tầng mấy. Bạn độc đan của Hoa Tự làm ra đối với Vân Hà Cảnh không biết có bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà giờ phút này cũng chỉ có thể buông tay thử một lần. Dù cho không có tác dụng gì, dù sao đây cũng là độc đan, tắm lại cũng sẽ có chút hiệu quả về phần có thể địch ta thông sát hay không. Điều đó là khẳng định, bất quá thế cục ngay trước mắt đã không thể nào càng thêm ác liệt hơn. Hơn nữa các tu sĩ trên người thường chuẩn bị một ít giải độc đan. Nếu thật sự trúng độc, có thể dùng nhiều một ít giải độc đan thì hóa giải được. Đám người huyện Vũ Tông đã mất đi lý trí, tất cả đều hành động theo bản năng, vì vậy không có giải độc đan để mà dùng. Cho nên thứ này dùng ra, mặc kệ ra sao đều sẽ tạo ra một chút ưu thế đối với phe mình lục diệp không dần trừ lập tức đưa linh lực rót vào vạn độc đan chỉ nghe một tiếng phốc, vạn độc đan đã nổ tung sương mù xanh bít nồng đậm lấy lục diệp làm trung tâm ầm ầm quét ra tứ phía trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tổ trùng sương mù đậm đặc gần như thực chất thân trong sương mù dày đặc đưa tay không thấy năm ngón loại nồng độ này ở trong vạn độc lâm cũng không thấy được dù sao vạn độc đan cũng là do hoa từ hao phí tu vi bản thân, ngân tụ tạo ra tinh hoa. Độc tính của nó bộc phát mãnh liệt, so với hoàn cảnh trung tâm nhất của vạn độc lâm, còn ác liệt gấp mấy lần. Hơn nữa, tổ trùng này phong tỏa không gian có hạn, thì càng tăng thêm uy năng của vạn độc đan. Đang cùng địch nhân giao chiến, đám người hạ thiện thiện kinh hãi, ai cũng không biết biến cố này đến từ đâu. Nhưng mà dưới khói độc bao vây, tất cả mọi người đều thấy hoa mắt hạ thiện thiện lập tức kinh hô cẩn thận có độc tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần đưa lực bảo vệ bản thân mình nhưng mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi chính là khói độc cấp nơi kia lại có thể ăn mòn linh lực hộ thể xâm nhập vào trong thân thể họ làm cho dấu hiệu trúng độc càng ngày càng nghiêm trọng hơn chỉ một lát tất cả mọi người đều bắt đầu choáng váng đầu óc trong lòng mọi người đều tuôn ra tiếng gạo thét trong tình hình nguy cấp này mà còn bị trúng độc, sợ rằng sẽ chết ngay ở đây. Có điều mọi người liền phát hiện ra, chẳng những bọn hắn trúng độc mà các tu sĩ Huyền Vũ tông đang giao thủ với bọn hắn cũng trúng độc, tiết tấu công kích của địch nhân rõ ràng chậm hơn không ít, lực đạo cùng tốc độ cũng giảm đi trên phạm vi lớn. Không dám chậm trễ, vội vàng lấy giải độc đang ra nuốt vào, điều khiển linh lực luyện hóa, triệu chứng trúng độc cũng thoáng dịu đi đôi chút dù sao đều là tu sĩ cảnh giới vân hà hoa tự lấy tu vi linh khê cảnh ngưng tụ ra vạn độc đan mặc dù hữu dụng nhưng mà chưa tới trình độ làm cho bọn hắn không cách nào ngăn cản cùng lúc này lục diệp cũng phát hiện ra bộ pháp của bốn tu sĩ huyền vũ tông đang đuổi giết hắn giờ phút này cũng rõ ràng trở nên nặng nề hơn ngay cả linh quan bên ngoài cơ thể cũng biến thành màu xanh lục tâm trí đắm chìm xem xét thiên phú thụ từng mảng sương mù màu xám dày đặc bốc lên từ thiên phú thụ cuồn cuộn không ngớt. Chính mình đã đánh giá thấp uy năng của vạn độc đan rồi. Không biết bên hoa từ còn có hay không. Nếu có, lần sau khi gặp mặt phải xin nàng thêm mấy viên. Trong căn nhà gỗ tại chiến trường Linh Khê, hoa thừa vô cùng buồn chán đến bạn độc đan trên tay. Tám, chín, mười. Nàng tu hành khác với tất cả mọi người, từ khi có được truyền thừa liền lấy luyện hóa độc vật làm thủ đoạn chủ yếu để tăng tiến tu vi. Vạn độc lâm là nơi tốt nhất, thích hợp nhất cho nàng tu hành, bởi vì nơi này có khói độc nồng nặc cực kỳ. Nhưng mà sau khi tu vi đạt tới thiên cửu cấp, không có biện pháp tấn thăng vân hà, cũng chỉ có thể lần lượt tự hạ tu vi, ngưng tụ vạn độc đan. Như vậy, vạn độc đan tích lũy trong tay nàng càng ngày càng nhiều, mà mỗi một viên vạn độc đan đều là tu vi nàng ngưng tụ Chờ nàng sau này tấn thăng vân hà Có thể được nàng hấp thu ngược trở về Lục diệp nghĩ rằng Bạn độc đan hăng lấy ra Chỉ là thủ đoạn giết địch Nên không biết rằng Đây chính là do tu vi của nàng ngưng tụ mà thành Trước đây Sau khi ngưng tụ một viên bạn độc đan Hoa tự trực tiếp từ tu vi thiên cửu xuống thiên bác Toàn bộ tu vi thuộc lùi một tầng Cho dù là tu sĩ vân hà cảnh Cũng không ngăn cản được kịch độc ăn mòn này cũng may mọi người đều là Vân Hà Cảnh. Nếu tu sĩ Linh Khê Cảnh bị xưng độc này bao vây, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Nhưng những người ở đây, Lục Dìm là người duy nhất không bị khói độc ảnh hưởng. Tiếng bước chân nặng nề truyền vào trong tay, hắn đang chạy về phía trước bỗng dừng bước xoay người, lướt về nơi phát ra âm thanh. Bị mấy tu sĩ huyền Vũ Tông tri kích lên trời không đường xuống đất không cửa, rốt cuộc hắn cũng phản kích. Mới chạy được vài bước trong sương mù dày đặc phía trước liền lộ ra hai điểm ánh sáng màu đỏ tươi bàn sơn đao lượng lờ ánh lửa hào quang hiện ra linh văn gia trị khí huyết bản thân giao hòa với khí huyết của hổ phách so với một đao bình thường càng thêm nhanh chóng hung mảnh mà chém một tiếng vang trầm đột phát ra ngay sau đó chính là hình ảnh máu tươi phun trào hai dòng máu đỏ tươi từ trên đầu bay ra ngoài còn chưa rơi xuống đất đã hoàn toàn biến mất sau khi trúng độc, tu sĩ huyện Vũ Tông chỉ dựa theo bản năng mà làm việc, nên thực lực giảm đi nhiều, tốc độ phản ứng cũng chậm chạp hơn. Đối mặt với một đau vừa rồi của lục dịp, căn bản là không thể tránh né. Một đau giết chết một tên cường địch, thế đau của lục dịp không thể đỡ, cơn rắn đụng tới ba người còn lại, linh hoạt tránh đi công kích của địch nhân. Cùng lúc đó, bàn sơn đao lại chém đầu địch nhân. Là một cái đầu nữa bay ra, thi thể không đầu, lão đảo, ngã xuống đất lục Diệp đang muốn giết tên thứ ba là bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đánh vào eo cả người cưng rắn trượt ra ngoài vài chục trượng bên cạnh chính là chiến trường của thẩm tiểu miêu giả lụa màu trong tay nữ nhân này hoa rơi loạn xạ linh quang lấy lên tượng luồn linh lực đánh bay kẻ địch bên cạnh ra ngoài bất luận là nàng hay kẻ địch của nàng đều bị kịch độc ảnh hưởng thực lực khó có thể phát huy hơn nữa nàng rất khó đánh chết kẻ địch như tu sĩ huyện vũ tông nhiều lắm cũng chỉ có thể tạo ra một ít hiệu quả. Mắt thấy lục diệt xuất hiện bên cạnh mình cách đó không xa, còn người của thẩm tiểu miêu sáng lên, giả lụa trong tay cuốn một cái liền quấn lấy một địch nhân bên cạnh, cổ tay rung rung, giải lụa bay bay, địch nhân bị quấn trực tiếp bị ném qua lục diệt. Lục diệt vừa mới ngừng thân thể bị trượt, thấy tình hình này, hắn làm sao còn không biết ý định của thẩm tiểu miêu, lập tức chém xuống một đao máu tươi vẫy ra, đầu lâu bay lên. Tới! Lục dịp khẽ quát, liền xông về thẩm tiểu miêu. Mặc dù không trao đổi kỹ càng, nhưng lúc này hai người tâm ý tương thông, hiểu rõ ý đồ của nhau. Giải lụa màu xuất hiện càng lúc càng linh hoạt, cuốn theo một người, trói chặt địch nhân tại chỗ. Lục dịp lướt nhanh qua, ánh đao lấy lên, không quay đầu lại mà sát vai thẩm tiểu miêu. Đối diện với một kẻ địch đang đánh tới từ sau lưng nàng, bông dáng hai người không ngừng xê dịch thỉnh thoảng có kẻ địch bị giải băng quấn quanh đưa đến trước mặt lục diệt chỉ một lát sau lục diệt cầm đao trong tay nhẹ nhàng thở dốc máu tươi đỏ thẫm theo thân bàn sơn đao chảy xuống ở bên cạnh hắn trên mặt thẩm tiểu miêu phủ một tầng ánh sáng xanh biếc trong mắt nàng tràn đầy may mắn vì sống sót sau tai nạn sau khi hợp tác kẻ thù của hai người nhanh chóng bị giết sạch không hề dừng hai người đồng thời chạy đến chỗ chiến trường gần nhất tới gần mới phát hiện đó là chiến trường của thể tu trong đội ngũ. Vị thể tu này tu vi không yếu, tầm vân hà cảnh tầng 7, giờ phút này đang cầm linh khí đại thuẫn ngăn cản địch nhân điên cuồng tấn công mình. Giống như thẩm tiểu miêu, bên ngoài thân thể thể tu này cũng bao phủ một tầng ánh sáng xanh biếc, đó là dấu hiệu trúng độc. Bất quá thân thể hắn cường tráng khí huyết nồng đậm, cho nên triệu chứng nhẹ hơn chút so với thẩm tiểu miêu. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một cổ thi thể địch nhân xem ra chính hắn đã chém giết cho nên lục dịp cùng thẩm tiểu miêu không đến tương trợ hắn cũng có thể tiếp tục kiên trì giải lụa bay lượn trường đao chém xuống lục dịp cùng thẩm tiểu miêu giết vào trong đám địch tên thể tu này cũng thừa cơ phản kích một lát sau lưu lại mấy bộ thi thể không trọn vẹn tại chỗ ba bóng người lại giết xuống một chỗ chiến trường bên dưới khi tu sĩ huyện vũ tông không ngừng bị giết ưu ừ thế phe mình càng lúc càng lớn mãi cho tới khi đám người bị đánh tan lại lần nữa hội tụ với nhau. Cả đám đều vô cùng chật vật, một mặt là do trúng độc. Lúc trước giao thủ với địch nhân, gần như mỗi người đều bị thương. Cho dù là đại trưởng lão hay hạ thiện thiện có thực lực mạnh nhất cũng không ngoại lệ. Hơn nữa khi thời gian trôi qua, triệu chứng trúng độc của mọi người cũng dần dần tăng thêm. Cho dù tất cả mọi người đều uống vào giải độc đan, nhưng trong hoàn cảnh tỉnh mịch này, tác dụng của vạn của giải độc đan tác dụng của vạn độc đan đã được phát huy đến cực hạn đổi lại là nơi khác dù cho lục diệp kích phát ra uy năng của vạn độc đan cũng chưa chắc có tác dụng cường đại như vậy ít nhất mấy vân hạ cảnh tầng chín sẽ không chật vật đến lúc này xương độc vốn nồng đậm đã dần dần mỏng manh bỗng ánh mắt của hạ thiện thiển lộ ra kinh ngạc nhìn về lục diệp bởi vì nàng phát hiện ra lục diệp lại không có dấu hiệu trúng độc Mọi người tụ tập một chỗ, ai trúng độc, ai không trúng độc, vừa nhìn là biết. Trên người trúng độc đều phủ kín ánh sáng xanh mơn mởn, cực kỳ khiến cho người ta chú ý. Chỉ có một mình lục Diệp, linh quang trong suốt, chẳng những hắn không trúng độc, mà ngay cả hổ phách vẫn luôn nằm trên vai hắn cũng không trúng độc. Bởi vì lục Diệp vẫn một mực duy trì linh lực bảo vệ nó. Càng làm cho Hạ Thiện Thiển cảm thấy khó hiểu là khói độc này do ai làm ra. Trước đó trong lúc chiến đấu, nàng vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Ban đầu khi khói độc bộc phát, nàng còn tưởng rằng đây là thủ đoạn của tu sĩ huyền Vũ Tông hoặc trùng tộc. Nhưng khi tu sĩ huyền Vũ Tông đều bị khói độc ảnh hưởng, nàng liền hiểu đây không phải thủ đoạn của địch nhân mà là thủ đoạn của phe mình. Bây giờ thấy lục diệp không có dấu hiệu trúng độc, trong lòng hạ thiện thiển mơ hồ đã có suy đoán. Chỉ có người không trúng độc mới có thể làm ra loại xương độc này. Thủ đoạn này quá là tàn độc rồi, hoàn toàn là loại xác địch thông ta. Nhưng mà cũng may có thủ đoạn này, nếu không theo thế cục phát triển như trước, mọi người phe ta bị một lưới bắt hết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại tuy nói bị làm cho có chút chật vật, nhưng tóm lại tạm thời còn chưa chết. Chỉ cần có thể kịp thời thoát khỏi nơi đây, chậm rãi điều trị, tự nhiên có thể khôi phục được. Giờ này khắc này ở ngay chính giữa hang trùng, Chu Hải và Tông Chủ huyền Vũ Tông đang liên tục giáp công tôn chủ. Giờ khắc này ở chính giữa hàng trùng Chu Hải và bàn đại hải đang liên thủ giáp công tông chủ của huyện Vũ Tông. Dương Thế Cục lại không hề lạc quan. Bất kể là bàn đại hải hay Chu Hải đều bị thương tích đầy mình. Cánh tay của bàn đại hải đều mềm nhũng rủ xuống bên người, căn bản không nâng lên nổi, xem ra tay đã bị gãy. Mà một chân của Chu Hải cũng hiện ra vặn vẹo không bình thường. Ngược lại, ngu mảnh bị hai người tấn công, toàn thân không hề có nửa điểm vết thương. Biểu cảm mặc dù chất phát, nhưng hoàng cô hút cùng hung tàn trong mắt lại không đổi. Phương thức công kích của gã đơn điệu nhưng mà lại hung tàn tới cực kỳ. Tùy ý đánh ra một quyền một cước, đều có thể tạo ra áp lực to lớn cho Chu Hải và bàn đại hải. Cùng là cảnh giới Vân Hà tầng 9, thực lực ngu mảnh mạnh hơn Chu Hải và bàn đại hải không chỉ một điểm nửa điểm hơn nữa gã còn bị trùng tộc ký sinh khống chế điều này hiển nhiên có chút không bình thường càng khiến cho lục diệp để ý là trên dưới toàn thân ngư mảnh lại không có nửa điểm thường thế nếu như nhớ không nhầm lúc ngư mảnh này xuất hiện chu hải đã làm hắn bị thương mới đúng nhưng rất nhanh lục diệp đã hiểu được lý do chỉ thấy một đạo phi kiếm của chu hải chém ra ngay chính giữa cánh tay ngư mảnh, để lại một vết thương sâu đến tận xương nhưng miệng vết thương lại nhanh chóng nhúc nhích, khép lại rất nhanh. Mọi người nhìn cảnh tượng này mà mi mắt giật giật. Từ trước tới nay chưa ai thấy qua năng lực khôi phục khủng khiếp như vậy. Năng lực hồi phục như thế hoàn toàn không hợp với lễ thường. Sinh cơ của hắn... Hạ Thiện Thiện bỗng quát khẽ, mơ hồ phản ứng. Hắn mới là hạch tâm của trùng sao. Mỗi một hàng trùng đều có hạch tâm, cách làm đơn giản nhất của các tu sĩ hủy diệt trùng xào là hạch tâm của trùng xào. Bởi vì hạch tâm trùng xào hội tụ sinh cơ cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn có sinh hạch. Không hủy diệt hạch tâm, trùng xào có thể không ngừng thai ngén ra trùng tộc. Chỉ có hủy diệt hạch tâm, trùng xào mới héo rũ, mất đi năng lực dựng dục trùng tộc. Mà trung tâm của trùng xào bình thường đều nằm trong túi thịt ở trung tâm. Chỉ có điều ở đây một con trâu đi ra từ trong túi thịt hạch tâm cho nên cho dù cái túi thịt hạch tâm kia đã không còn, thì trùng xào vẫn như cũ không bị phá hủy. Trước đây, mọi người liền trực quan cảm nhận sự bành trướng trong cơ thể của ngưu mảnh. Đó căn bản không phải là vân hạ cảnh có thể so sánh. Hạ thiện thiện nói một câu cuối khiến mọi người hiểu ra. Sợ dĩ ngưu mảnh có sinh cơ bành trướng là bởi vì hắn mới là trung tâm của trùng xào. Có được loại sinh cơ khoa trương này, thân thể thụ thương trong nháy mắt khép lại cũng là thuận lý thành chương. Nếu ngư mảnh là hạch tâm của tổ trùng, vậy thì phiền phức lớn rồi. Bởi vì nếu mọi người muốn sống sót rời khỏi nơi đây, trước hết phải giết chết ngu mảnh. Nếu không ở bên trong trùng xào bị phong tỏa này, mọi người căn bản không có đường trốn. Nhưng một kẻ địch bị thương có thể lập tức khôi phục như vậy, làm sao mới có thể chém giết, trừ phi có cơ hội chém đầu nếu không chỉ có thể từ từ xóa đi sinh cơ của hắn mà thôi. Điều duy nhất làm cho người ta cảm thấy may mắn là bên ngoài thân ngưu mảnh này cũng bao phủ sắc thái xanh biếc. Hắn cũng đã trúng độc rồi. Hơn nữa thực lực giờ phút này thể hiện ra cảm giác so với ban đầu còn yếu hơn không ít. Hiển nhiên, kịch độc trong người đã ảnh hưởng tới hắn khá lớn. Để ta đi hỗ trợ. Thể tu tầng 7 nói xong Xách theo linh khí đại thuẫn xông lên phía trước. Đại trưởng lão cũng không nói một lời, liền theo sát sau. Những người còn lại không dám tùy ý tiến lên. Thân thể binh tu pháp tu yếu ớt hơn rất nhiều. Trước đây, ngư mảnh thể hiện ra sát thương khủng bố. Tất cả mọi người đều thấy rõ. Nếu như bị hắn đạp một cước hoặc là đánh trúng một quyền, những người còn lại không ai có thể chống đỡ được. Trong tổ trùng, cuộc ác chiến không ngừng xảy ra. Chu Hải, Bàn Đại Hải đại trưởng lão và thể tu, bốn người hợp lực, như vậy mới miễn cưỡng có sức chống lại ngu mảnh. Đám người còn lại phân tán ra xung quanh, mỗi người điều khiển ngự khí cùng uy lực thuật pháp, chuẩn bị cho cơ hội đánh tới ngu mảnh. Thân thể ngu mảnh như cột điện bị đánh chấn động không ngớt, từng vết thương hiện ra, nhưng sinh cơ của ngu mảnh thật sự là tràn đầy thái quá, mặc kệ bị thương bao nhiêu, chỉ trong chớp mắt là có thể khôi phục. Hơn nữa phòng hộ của gia hỏa này cực kỳ kinh người, Mọi người ở đây vốn chịu kịch độc ăn mòn, thực lực toàn thân không phát huy ra được một nửa. Thủ đoạn thi triển ra lực sát thương đại giảm, rất nhiều công kích đánh vào trên người hắn. Phần lớn có khả năng tạo thành đều chỉ bị thương da thịt. Cho dù là lục dịp điều khiển ngự khí, gia trị phong dệ linh văn, cũng chỉ có thể làm bị thương ngoài da thịt. Chỉ có phi kiếm của Chu Hải, kiếm thương chém ra mới có thể thấy được sâu đến tận xương. Nhưng chuyện này căn bản cũng không làm nên chuyện gì. Chu Hải nhiều lần thử sử dụng phi kiếm chém xuống đầu của Ngưu Mảnh, nhưng mà không thành công. Ngưu Mảnh xác thực tránh không thoát phi kiếm như điện xét, nhưng mà phi kiếm chém vào trên người gã, giống như chém vào trúng sắt thép, khó có thể chém đầu của gã xuống. Bầu không khí tuyệt vọng bao trùm tất cả mọi người, trước đó bất kể là ai cũng chưa từng gặp loại địch nhân có năng lực khôi phục cường hãn tới mức không giảng đạo lý này. Ở trước mặt địch nhân như vậy, bất kể là thủ đoạn gì đều lộ ra vẻ yếu ớt. Hơn nữa, bị độc tố ăn mòn nhập thể ảnh hưởng, theo thời gian trôi qua, thế cục đối với mọi người mà nói sẽ ngày càng không ổn. Trái lại, ngư mảnh sinh cơ cường đại cùng nhục thân khó có thể làm suy yếu, bị độc tố ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Trên linh khê chiến trường có tồn tại cấp bá chủ, đó là tồn tại trên tất cả linh khê tu sĩ. Đặt trên chiến trường Vân Hà Lúc này Ngưu Mảnh cũng là một vị tồn tại cấp bá chủ. Khác biệt chính là hắn là bá chủ Vân Hà Cảnh. Tồn tại như thế chỉ dựa vào vây công thì không có mấy chục người căn bản không hạ được. Hướng chi bây giờ hắn còn là trung tâm của trùng xào có được sinh cơ hỗ trợ. Trong lòng mỗi người đều đau khổ. Sớm biết chạy tới nơi này phải đối đầu với một vị bá chủ Vân Hà Cảnh thì nói gì cũng sẽ không tới tối thiểu phải mời giúp đỡ nhiều hơn chút mới có thể hành sự. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, linh lực khuấy động, một tấm linh khí đại thuẫn ầm ầm vỡ nát, là đại thuẫn của thể tu tầng 7. Bốn người vây quanh bên cạnh ngưu mảnh, thực lực của hắn yếu nhất. Ngưu mảnh mặc dù bị trùng tộc ký sinh khống chế không có lý trí, chỉ dựa theo bản năng, nhưng cũng biết bản thân là mục tiêu trung tâm. cùng lúc tấm thuẫn vỡ vụn, thể tu kia bay ra như một bao tải rách. Thân hình như con tôm nướng ở vũ không trung phun ra một ngụm máu, sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, không còn động tĩnh, không biết sống chết ra sao. Ngay sau đó bay ra ngoài là bàn đại hải, lần này có tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, giống như bị cực hình khó mà chịu đựng được, làm cho người ta nghe mà thương tâm. Sau đó ngã vào một bên vách thịt rồi từ từ trượt xuống trận tuyến dây dưa với ngư mảnh bị đánh vỡ, thân thể như tháp sắt hóa thành một đạo tàn ảnh, từng tiếng kinh hô xung quanh vang lên. Cẩn thận a! À! Chu Hải cắn răng phi kiếm ngăn địch, nhưng mặc dù phi kiếm chém ra một chùm máu tươi trên người ngu mảnh, cũng không thể nào ngăn cản được hắn. Chỉ trong nháy mắt, ngư mảnh vọt tới bên cạnh hạ thiển thiển, sau lưng linh quang buồn phát, bóng râm to lớn chiếu xuống che giấu thân hình cao gầy của nữ nhân này linh lực quanh thân hạ thiện thiển điên cuồng phun trào trực tiếp ngưng tụ thành một tấm trắng linh lực dày đặt ngay trước mặt đồng thời thân hình bay ngược ra sau Ngư mảnh đá ra một cước bình phong linh lực vỡ vụn như bọt biển cả người hạ thiện thiển bị đạp lăn lộn trên không rồi nặng nề rơi xuống đất sau đó bàn tay to của hắn thò ra cũng không thấy hắn có động tác gì cả người quỷ mị xuất hiện bên cạnh lục diệp năm ngón tay biến thành trảo chụp về đầu lục diệp trong phút chốc này lông tơ toàn thân của lục diệp dựng đứng khi tức tử vong như biển bao trùm khắp người gần như là theo bản năng bạn sơn đao chém ra một đao lưỡi đao sắc bén chém lên lợi trảo phát ra tiếng vũ khí giao thoa tia lửa văng khắp nơi móng vuốt sắc bén của ngư mãnh chụp chặt bắt lấy bạn sơn đao thuận thế kéo một cái đánh ra một quyền khác một quyền này đánh lại bật phát ra thanh âm vụ vụ có thể thấy uy thế cường đại ra sao linh văn ngự thủ thật dày xuất hiện ngay trước mặt, Lục Diệp không biết đạo ngự thủ này của mình có thể ngăn cản một quyền của ngư mảnh hay không, nhưng đây đã là ứng đối tốt nhất rồi. Có điều đúng vào lúc này, một bóng người vọt tới phía trước Lục Diệp, linh lực bật phát, hai tay đang sen gác phía trước. Ầm một tiếng thân ảnh người kia đâm vào trên người Lục Diệp, ngay sau đó hai người lăn ra ngoài như hai cái hồi lô. Lục Diệp chật vật đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra người vừa nãy đứng chắn trước mặt mình là đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng vội vàng đứng lên nhưng mà thân hình vừa mới đứng vững liền phun ra một ngụm máu, hai cánh tay run rẩy kịch liệt, hiển nhiên một cái kia không dễ chịu thế nào. Thiếu chủ, nhanh nghĩ biện pháp phá thú ấn của hắn. Hắn bây giờ đang ở trạng thái thú hóa. Chỉ khi nào phá thu ấn của hắn rồi, giải trừ trạng thái thú hóa chúng ta mới có cơ hội mà thôi. Đại trưởng lão vội vàng nói ra một câu. Một câu nhắc nhở người trong mộng. Trước kia, lục dịp rất kỳ quái. Tuy rằng ngư mảnh là tôn chủ huyện Vũ Tông, nhưng sau khi trùng tộc ký sinh khống chế, thực lực cũng không nên cường đại đến trình độ này. Vốn tưởng rằng hắn trở thành hạch tâm của tổ trùng, sinh cơ khổng lồ mang đến tăng trưởng cực cao. Nhưng hiện tại xem ra đây chỉ là một mặt. Mấu chốt nhất ngưu mảnh giờ phút này là trạng thái thú hóa. Xem ra, hắn thoạt nhìn giống như yêu tu, nhưng căn bản không phải yêu tu. Hắn là nhân tộc, sợ dĩ bày ra trạng thái yêu tu là cùng bản mệnh yêu thú của mình hợp lại là một. Đây cũng là thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ ngự thú lưu phái có khả năng thi triển, thú hóa. Bản thân lục diệp là tự mình học được mệnh nguyên thuật và thu ấn chi pháp. Đương nhiên có hiểu biết một chút về thủ đoạn mạnh nhất này. Chỉ là bản thân hắn và hổ phách còn chưa đạt tới trình độ này, bởi vì muốn thi triển ra loại thủ đoạn mạnh nhất này là cần một ít thời gian xuất thế. Hơn nữa, loại trạng thái này cũng không có cách nào duy trì trong thời gian dài. Bởi vì nếu duy trì trong thời gian dài, bất kể là đối với tu sĩ hay yêu thú, đều có gánh nặng cực lớn. Ngư mảnh không biết vì sao, một mực có thể duy trì trạng loại trạng thái này nhưng đã là trạng thái thu hóa, phá thu ấn tự có thể giải trừ. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn thấy thẩm tiểu miêu nhào tới, dưới chân là một vũng máu đỏ thẩm. Nhìn thấy linh quan trên người Lan Tử Y bị nghiền nát, lưng tựa vào vách thịt, tay rủ xuống bên người không hề nhúc nhích. Vết thương chẳng chịt khắp nơi, chỉ có ngư mảnh vẫn không tổn thương gì, đứng sừng sững giữa chiến trường, giống như thần minh giá lâm, không ai bị nổi. Chuyện trọng yếu như vậy một thanh âm có chút suy yếu từ trong bóng tối vang lên, tràn đầy bất đắc dĩ cùng tức giận. Sao người, không nói sớm? Theo thanh âm vang lên, một thân ảnh mập mạc từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, xoa xoa máu tươi nơi khóe miệng, rồi thở hổn hển. Rõ ràng là bàn đại hải lúc trước bị ngu mảnh đánh bay đi. Tên mập này xem ra rất chật vật khiến người ta đau lòng, tóc tai bù xù trên người đầy vết máu, chỉ có một đôi mắt vẫn tính là sáng ngời. Hắn biết mình không thể trách đại trưởng lão. Đứng trên lập trường của đại trưởng lão, bọn hắn đều là tu sĩ vạn thú vực. Đối với chuyện thu ấn đều phải hiểu rõ mới đúng. Trên thực tế, mọi người lại đến từ cửu châu, làm sao mà biết được thu ấn là gì? Trước đó bọn hắn thậm chí không biết tu sĩ ngự thú lưu phái còn có thể cường đại như vậy. Tại cửu châu, cho tới bây giờ, ngự thú lưu phái không phải là chủ lưu. Hơn nữa danh tiếng của ngự thú lưu phái không tính là tốt bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn không có chí tiến thủ, một lòng một dạ dựa vào ngoại lực, khó thành nghiệp lớn. Nhưng giờ này, ngày này, một đám tinh nhuệ đến từ Cửu Châu, quả thực đã bị tên ngưu mảnh lưu phái ngự thú dạy dỗ rất thê thảm. Bàn đại hải đi ra, lực chú ý của ngưu mảnh lập tức bị hấp dẫn. Gã quay đầu, con mắt màu đỏ tươi tập trung vào bàn đại hải, dường như còn có chút nghi hoặc cái tên già hỏa mập này bị mình đánh cho rớt đài, làm sao còn có thể tiếp tục đứng lên được. Bàn đại hải quay đầu kiêu ngạo phun ra một ngụm máu, nhất bị nhe răng cười với ngưu mảnh. Nhìn cái gì mà nhìn, lại đây, đánh tiếp với ta. Thân thể ngưu mảnh hóa thành tàn ảnh sau một khắc liền xuất hiện trước mặt bàn đại hải, một góc sắt trực tiếp đạp ra ngoài. Bàn đại hải gào thét, khi huyết quanh thân sôi trào, linh lực và khí huyết giao hòa, khiến toàn bộ hắn bộc phát ra hào quang sáng chói. Bên trong hào quang, gia hỏa mập mạp bỗng nâng cao vài tấc, thân ảnh đột nhiên trở nên cao lớn. Tiếng vang trầm đục truyền ra, thân thể bàn đại hải chấn động, quần áo sau lưng ầm vang nổ tung, khí lãng cuồng bạo quét sạch, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên nhục bích phía sau. Bụng lớn cao rút giống như một cái giác hút, hút lấy bàn chân của ngư mảnh. Cứ quay về như vậy, bàn đại hải nhè răng cười, còn chưa dứt lời đã phun ra một ngụm máu tươi. Ngưu mảnh giống như muốn thu chân nhưng dù thế nào cũng không thu về được, không chút chần chừ một quyền đánh lên mặt bàn đại hải. Bàn đại hải lập tức đưa tay nắm lấy nắm đấm của Ngưu mảnh. trong tay càng là không biết tế ra linh khí gì, hóa thành một sợi dây thừng buộc tay của gã cùng nắm đấm của Ngưu mảnh cùng một chỗ. Quyền còn lại đánh xuống, bàn đại hải còn muốn thi triển lại chiêu cũ. Nhưng mà tốc độ của Ngưu Mảnh còn nhanh hơn, một quyền này trùng trùng điệp điệp nện lên trên ngực của bàn đại hải, khiến cho gã kêu lên một tiếng đau đớn. Ngưu mãnh không ngừng ra quyền, bàn đại hải bị đánh đến cả người run rẩy, vừa kêu quái dị vừa hô to: "Chủ hải người chết rồi sao? Còn không ra tay? Còn không ra tay lão tử phải chết rồi!" Trong bóng tối, một đạo kiếm quang bỗng phóng ra, kiếm quang kia như một đạo kình lôi lóe lên rồi biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, kiếm quang đâm vào sau lưng của ngưu mảnh. Thân ảnh Chu Hải rút cuộc hiển lộ cầm trong tay lợi kiếm, liều mạng rút ra linh lực. Nhưng mà trường kiếm kia chỉ đâm nửa đoạn thịt, liền không thể nào tiến thêm. Khi huyết và sinh cơ bành trướng bị ngưu mảnh hội tụ phía sau lưng, huyết nhục cũng đang nhanh chóng nhúc nhích, khiến bộ vị này của hắn trở nên phòng hộ kinh người. Trong lúc giằng co, trường kiếm trong tay của Chu Hải đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, đâm vào hai tấc. Nhưng mà sau khi bộc phát, ánh sáng trên trường kiếm cũng nhanh chóng mờ đi. Phế vật mà! Bạn đại hải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nổi giận gầm. Lão tử thật sự bị ngươi hại chết rồi! Vừa dứt lời, một bóng người đã vọt tới bên cạnh Chu hải, rõ ràng là lục dịp, khiến cho gương mặt của bạn đại hải đầy kinh ngạc. Không biết lúc này lục dịp chạy tới đây mà làm gì? kết thúc tập 116 bộ truyện nhân đạo đại thánh cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi